ông Trần Duy Ly, nguyên phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Về phía Liên đoàn bóng đá Hà Nội, xin được trân trọng giới thiệu ông Trương Thế Toàn, phó ban trọng tài Hà Nội. Nhà tài trợ chính, xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Huy Hoàng, giám đốc truyền thông và những đại diện đến từ khu vực. Mời quý vị chúng ta cùng hướng lên màn hình để theo dõi video giới thiệu về giải đấu. Lời đầu tiên xin được thay mặt cho bạn Cúp bóng đá Việt Nam quốc gia Vinh Đại Cúp 2022 đã đi đến vòng chung kết và mùa giải tạo nên cái không khí bóng đá vô cùng sôi nổi trên khắp bốn miền tổ quốc, từ Hà Nội, từ Hồ Chí Minh, cả Việt Nam, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội, Liên bóng đá Hà Nội và xin được gửi lời cảm ơn Thể thao toàn quốc. Và chúng tôi cũng mong tiếp tục nhận được, sẽ được đưa vào thành một bộ môn thi đấu của Đại hội Thể thao toàn quốc. Với các nhà tài trợ thì chúng tôi cũng mong muốn rằng là sân chơi của chúng ta đến mùa thứ hai và thực hiện sẽ là một cái vòng chung kết rất là nhiều màu sắc để cho khán giả hiện một cái phong độ thật tốt để có cơ hội được ghi danh vào đội tuyển bóng đá. Tôi Vinh Đại Thành Công Việt Nam xin được gửi lời chào, lời chúc sức khỏe quốc gia Vinh Đại Cup 2022 thì trong tuần này để chúng ta cùng cống hiến những trận cầu đỉnh cao nhất trong cái sân chơi bóng đá 7 người. Ở bên với việc đầu tư bài bản thì trong thời gian tới chúng tôi sẽ quốc gia năm nay thì thực sự là đã thành công, thì chúng ta đã tương đối là rất là vinh dự với những cái thành công riêng cũng như là với vì cho các tôi xin được chúc cho các đội bóng sẽ có được một cái tinh thần. Vui vẻ là mãi mãi. Cứ đời soi kiếp. Vinh Đại Thành Công Cúp bóng đá 7 người quốc gia Vinh Đại Cup 2022, Hoàng Tuấn, tổng đốc về football sẽ lên trao bảng danh vị cho nhà tài trợ chính của giải. Tại Cúp bóng đá 7 người quốc gia Vinh Đại Cup 2022. Và xin mời Mai Lương sẽ nắm lại để cùng với các trận đấu của hệ thống Cúp bóng đá 7 người quốc gia Vinh Đại Cup 2022. Sổ số kiến thiết Đắk Lắk. Mobi sẽ mang áo số 1. VAB Sài Gòn mang áo số 2. Mã số 3 thuộc về anh Quyên. Cảm ơn. Xin mời đại diện của KLC đi, mời Lùng. Mã số 8, du lịch, sẽ gặp sổ số kiến thiết Đắk Lắk. Mã số 6, tư lửa cửa Tùng sẽ gặp VIP Sài Gòn. Cảm ơn Lùng và Cao Sơn. Bảy núi, sẽ mang mã số 7. Mã số 5 thuộc về Olympic Team. Chia sẻ cũng như là câu hỏi của anh Minh Hải, nhà báo Minh Hải. Vâng, và về kế hoạch của